Rồi, hello, xin kính chào toàn thể anh em Cần Thủ nhé. Thì hôm nay là ngày 11 tháng 12 nhé, 2019. Thì em sẽ lên tiếp clip ngày thứ ba, tiếp cái ngày mùng 9 đấy. Còn ít máy trong thùng là em sẽ lên hết luôn nhé. Trước là đến con M40 rồi. Đấy, thế là con M41 nhé. Con M41 này là một con của Shimano Holiday Spin nhé. Size 3000 của Made in Japan. Nó ngoại hình thì nó như này. Có xước sát sơn này. Đấy. Shimano sản xuất tại Japan nhé. Quay thì cực kỳ mượt mà, êm mượt luôn nhé, không có tiếng động luôn ạ. Bác nào không quan trọng ngoại hình thì lấy em này về xài nhé. Đấy. Kỳ mượt luôn. Thì giá con này là 330 ngàn nhé. M41. Tới M42. M42 này thì M42 này size nó rơi vào khoảng 5 tới 6 ngàn nhé. Size rơi vào khoảng 5 tới 6 ngàn. Đây. Real này. Daiwa Real nhé. 4000T. Dòng này thì cực kỳ khỏe luôn nhé. Tay quay của nó là bằng kim loại cố nhôm. Khóa số ấy. Cái này thì nó xuất mất miếng đây, hàng Made in Japan nhé, đấy xuất mất miếng đây cho nên là em sẽ bán rẻ cho anh em chơi. Đấy, máy hoạt động thì bao hoàn hảo luôn, trơn tru êm mượt. Cái này về anh em câu sông câu biển, đánh hồ dịch vụ trai chim cũng ok lắm nhé. Em đọc thông số cước cho nhé. Cước số 4 vô được 250 m, cước số 5 vô được 200 m, cước số 6 vô được 150 m. Thì nếu mà theo sông số nếu mà theo thông số cước của nó thì nó bằng thông số cước của máy Shimano 6000 đấy. Nhưng mà size nó to tầm 5 5000 5500. Cái này là M42 nhé. M42 này giá là 450 ngàn. À, tiếp tới. Con M43. Một con máy nhôm nhé. Máy nhôm cối kim loại. Con này size nó là 1000 nhé. Đấy. Hoạt động ok hết nhá. Trơn tru êm mượt. Con này là của thằng nào ta? Của thằng Suzumi nhá. Suzumi sản xuất tại Korea nhá. Thằng Korea. Giá này 300 thôi, em để cho các bác 200 nhá. Về câu hỗ trợ máy hoặc là câu tôm hoặc là câu vặt vặt 200 nhé. Máy 1000, cái này thì ok lắm nhé.
này là đuôi chuột. Đấy. Nó có xước sơn nhá. Đấy. Em đọc thông số cước của nó này. Cước số 2 vô được 90m, cước số 3 vô được 70m nhé. 143. Tiếp tới con mờ 44. 44. M44 này là một con của Shimano Holiday Spin 1000 nhé. Con này tình trạng còn rất là đẹp. M44 nhé, con này được sản xuất tại Malaysia. Máy thì bao êm mượt không rung lắc nhé. Không có tiếng động luôn đấy. Thì con này là M44 nhé, còn rất là đẹp, đẹp trên 90% ấy, có một vài vết chày này. Đấy. Con này là giá là 400.000 nhé, size 1.000, M44 nhé. Tiếp tới là con M45. M45 này là một con của Shimano Holiday Spin XT. XT này là dòng rất khỏe nhá. Con này còn khá là đẹp, chảy xước ít đây. Đây là mấy miếng. Đấy. Con này được sản xuất tại Malaysia nhá. Cối của nó là cối kim loại nhé, cối nhôm ấy. Tay quay kim loại. Hoạt động thì khỏi phải bàn nhé. Con này thì để anh em câu sông, câu hồ, dịch vụ cũng ok luôn đấy. Không có một tí gọi là rung lắc luôn đấy. Cực kỳ êm. Đấy. Con này là size 5.000 nhé. Shimano size 5.000. Đấy. XT nhé. Dòng S với dòng XT cực kỳ ok. Thì con này là giá 500.000 nhé. Mã 45. Tiếp tới mã 46. Mã 46 này thì nó hơi bị xào xào một tí. Đấy. Vì anh em tra dầu mỡ vào nhé. 46. Con này của Made in Japan nhé. Thân carbon, cối cũng carbon luôn, nói chung toàn thân carbon đấy. Cây ra dây nó bằng sứ nhé. Đấy. Size con này tầm 1.000 SS 1.000. Con này của Ryobi nhé.
1.000 đến 1.500. Tổng số cước của nó này. Cước số 3 vô được 120 m, cước số 4 vô được 90 m nhé. Đấy, view bi. 250.000 nhé. Rồi. Tiếp tới con 47. Thì con 47 này là một con của Daiwa nhé. Daiwa được sản xuất tại Thái Lan nhé. Rean S, Rean Sẹc S. Côn số nhé. Động trơn tru êm mượt nhé. Con này size 1.000 nhé. 1.000 hoặc 1.500. Size 1.000. Mã M47. Giá là 350.000 nhé. Rian S. Tới là con M48 nhé. M48 này là một con của Daiwa, made in Japan luôn nhé. M48 Daiwa made in Japan. Hoạt động êm mượt nhé. Tay quay này bằng kim loại nhé, khối carbon, thân carbon luôn đấy. Đây qua Japan, con này là size 3.000 nhé, size 3.000, giá con này là 400.000 nhé. Mã 48. Mã 48 nhé. Tiếp tới mã M49. Con 49 này thì của thằng Shimano. M49. M49 này thì cũng ok nhé, nhưng mà nó hơi khô dầu, anh em về trai dầu nhé. Đấy, anh em về tra dầu thì em bán rẻ cho về tra. Con này là máy size 2.000 nhé, Utera Shimano 2.000. Đây, tình trạng con này là 280.000 nhé. Cối nhôm, tay quay kim loại, con này made in Japan. Về châm ít dầu mỡ vô chạy ngon lành ngay. Để chơi cũng được, khỏi châm cũng được, máy mượt lắm. Utera 280.000, mã M49. Tiếp tới con M50. M50 nhé. Con M50 này là một con Shimano Alex 1.000. Đấy. Con này là tay quay kim loại, cối kim loại luôn, rất đẹp. Đấy.
Cước số 2 vô được 100m, cước số 3 vô được 65m, sai 1.000. Đấy, có cái này nó bọc vàng đẹp không? Máy cực kỳ mượt luôn nhé. Không có tí rung lắc nào, êm mượt. Không có tiếng động luôn. Thì con này em sẽ bán rẻ cho các bác là 400 ngàn nhé. Đấy, 380 nhé. 2 ngàn thì em bán 400, 400 rưỡi. Con này 1 ngàn em bán 380 nhé. Mã 50, 380 nhé. 380 ngàn. Nó có xước dăm một vài miếng rồi. Quanh mép. Đấy. Cái này về xài thì quá ngon luôn. 380 ngàn. Rồi. Tiếp tới mã 51. Mã 51 là con này của Daiwa, Made in Japan nhé. Đấy, Ryan F. Con này thì nó hơi bị khô dầu mỡ nha. Đấy. Bán rẻ cho anh em về tự tra dầu. Size con này là 3 ngàn nhé. M51. M51 nhé. Size 3 ngàn. Đây qua. Ngoại hình nó hơi hơi bay màu xíu. Tay quay kim loại, toàn thân carbon. Đấy, M51. Đấy, về anh em mở ra tra dầu mỡ với lại mở cái này ra tra ít lòi xo, mỡ trong lòi xo này. Cái gạt đấy. Con này giá 250 ngàn. Size của nó là 3.000 nhé. Mã M51. Đây, còn mới này. M52. Con M52 này là một con của Daiwa nhé. Hàng chưa sử dụng luôn. Daiwa của thằng Thái Lan. Size con này là 1.000 nhé. Cối kim toàn thân bằng carbon nhé, tay quay kim loại. Đấy. Chưa sử dụng nhưng mà con này nó có chóc sơn đây nhé, chóc sơn chỗ cái gạt cước này, để lâu vận chuyển chóc sơn. Đấy. Jupiter Daiwa Jupiter sạc S à, sạc X nhé. Cực kỳ mượt. Nói chung hàng mới chưa sử dụng cho nên là anh em yên tâm về cái vấn đề máy móc nhé. Nó chỉ có xước chóc sơn đầy miếng này. Đấy. M52. Giá con này là 500 ngàn nhé. Rồi. Tiếp tới là M53. M53 này là một con của Daiwa. 53. 53 này là một con Daiwa gì đây? Spinter. 53 này là một con của Daiwa Spinter. Size của nó 4.000 đấy. Con này là được sản xuất tại China nhé. Daiwa Spinter sản xuất tại China, tem lụa.
tình trạng còn khá đẹp nhé. Toàn thân carbon, tay quay kim loại. Quân số. Dòng này là dòng Daiwa China nhưng mà nó cũng là thương hiệu của Nhật Bản sản xuất tại China thôi chứ không phải hàng China dạt như của máy mới bây giờ nhé. Anh em yên tâm sử dụng. Đấy. Con này là Spinter 2500 nhưng mà size thực của nó là 4000 nhé. Em để giá con này cho các bác chơi là 350.000 nhé. Mã 53, M53. Rồi, tới con M54. M54 nhé. M54 này là một con của Daiwa. Tình trạng còn khá là ok nhé. Daiwa. Nó có chảy xước một vài miếng. Cái gạt mô bin này nghe đã. Con này là size 3000 nhé. Cước số 4 vô được 100m, cước số 3 vô được 150m, cước số 2 vô được 220m. Đấy. Gạt cước còn mới. Nói chung là tình trạng rất ok. Tay quay bằng kim loại. Hoạt động thì êm mượt mượt mà thôi, khỏi bàn. Giá con này là 400.000 nhé. ST Daiwa Spinmax ST800 size thực 3000. Mã M54 nhé. Rồi, tiếp tướng con mã M55. M55 này cũng là một con của Daiwa Spinter X 3500T. 55 này size tầm khoảng 5000 nhé. Thông số cước này. Số 4 vô được 200m, số 5 vô được 150m. Đấy, Daiwa. Hàng cối này là cối nhôm nhé, tay quay kim loại nhé. Để anh em đánh hồ dịch vụ tra chim cũng được đấy. Nói chung là nó khỏe. Nhưng mà nó sản xuất tại China cho nên là em sẽ bán rẻ hơn. Nếu mà con này mà sản xuất Japan thì nó Việt Nam mình thì nó chuộng hơn. Cứ thấy China là né, nhưng mà hàng này thực chất là nó hàng chính gốc của Daiwa. Nên là giá nó mà xuất sang Nhật nó cũng không có rẻ đâu. Đấy. Xài rất ok, êm mượt nhé. Spinter. Thì con này là con mã 55, M55. Giá là 400.000 nhé, size 5.000. China xuất Nhật. Đóng luôn chữ Made in China này. Không phải là China dầm dởm đâu nhé. Đóng chữ nổi á. Tình trạng còn khá là đẹp. Bị chóc đây ít trơn này. Tiếp tới là con mã này là mã 56, M56. M56 nhé, con này thì rất đẹp, đẹp đến 95-98% luôn á. 95-98%. Size con này là 1000 nhé. Daiwa Made in Japan nhé. M56. Hoạt động thì khỏi bàn, êm nhé. Mượt.
Số 3 vô được 50 mét nhé. Này, số 3 vô được mắc của nó là 65 mét. Rất đẹp. Giá con này là 350 ngàn nhé. M56. Tiếp tới con M57. Con này cũng là size 1000. Mini VOB. Con này lâu trước cũng có clip trước cũng có một con này. Cũng rất là mới nhé. Carbon toàn thân. Size 1000. Giá con này là 300 ngàn nhé. Made in Japan nhé. Ra cước của nó bằng sứ nhé. 56 rồi 57 nhé. M57. Con này tình trạng cũng rất là mới nhé. Anh em về lau chùi là nó mới ngay. Đấy, còn cả cái bọc ni lông. Bọc ni lông nó dán đây. Đấy, bóc nó mới keng. Đây là cái bụi bẩn đó nhá, về lau chùi cái mới keng liền à. Con này phải trên 90%, 95% về anh em câu tôm hoặc là câu vặt hoặc là câu cần tay hỗ trợ máy á, mấy con này là vừa y luôn á. Giá con này là 300 ngàn nhé, in Japan nhé, M57. Rồi, M58. M58 này là con size 1000. Shimano Holiday Spin nhé. Số 2 vô được 100m, số 3 vô được 65m nhé. Hoạt động thì trơn tru êm mượt nhé. Khỏi bàn. Đấy. Con này được sản xuất tại Singapore nhé. Đấy, bên này nó có chảy sơn một ít này. Đấy. Còn bên này thì đẹp. Con này là mã M58, giá là 330 ngàn nhé. Rồi, tới con M59 này. Con M59 này là size 3000 nhé. Của Holiday Spin Shimano nhé. Shimano Holiday Spin. Đấy. Cước số 3 vô được 150m, cước số 4 vô được 100m nhé. Tay quay kim loại, thân carbon, được sản xuất tại Malaysia. Cái này về anh em tra dầu mỡ thêm không? Cái gạt đây này. Có cái lò xo đây. Hoạt động thì bao ok nhá. Đấy. Bao êm mượt. Về chỉ cần vệ sinh tra dầu mỡ cái lò xo này là được. Lò xo đây. Cái gạt nó hơi yếu. Đấy. Size nó là 3000. Thì con này là giá là 360 ngàn nhé. M59. Tiếp tới con M60. M60 này là một con của Made in Japan nhé. Ryobi. M60. M60 nhé, ZUB. Giá size con này là 6000, giá là 400 ngàn nhé. In Japan. Đấy.
toàn thân carbon nhé, tay quay, tay quay này kim loại, tay quay này carbon luôn á, Ryobi made in Japan, cái gạt cước này bằng sứ nhé. Về nhà mà pha thêm ít dầu mỡ luôn, 400.000 nhé, M60. Tiếp tới con M60, con này đâu phải, con này nằm bên này, con này M61 nhé. Con M61 này là con của Ryobi Snot. Ryobi Snot là cái dòng này rất khỏe nhé, bền khỏe. Ryobi Snot của Made in Japan luôn nhé. Tiếp tới con M61. M61 này là con này size 1000 nhé, Snot Made in Japan. Tình trạng còn khá là đẹp. Con này nó gãy mất cây gạt cước nhé. À, gạt khóa. Đây. Anh em vẫn lẩy được bình thường. Nhưng mà nó hơi cứng. Về anh em có thể chế độ gì tùy. Em bán rẻ cho anh em 300 ngàn. Đấy, vẫn gạt bình thường nhé. Mà hơi cứng. Sinot Made in Japan 300 M61. M62 nhé. M62 này là một con của Daiwa Spin Tơ V4000. Nó size tương đương với lại 6000 nhé. Đấy. Dòng này dòng khá là khỏe của Daiwa, nhưng mà nó được sản xuất tại China nhé. Đấy, tem lụa China. Đấy, cực kỳ mượt, mượt mà đầm tay lắm nhé. Đấy, dòng này anh em câu này ok. Cái cối của nó làm kinh khủng luôn. Thì con này là mã 60.2. Mã con này là mã 62. Giá con này là 500.000 nhé. Mã 62 500. Thì nó là China nhưng mà nó em bán theo cái chất lượng của máy. Đó. Với lại độ mới của máy, con này cũng rất là mới. Cho nên là các bác cứ yên tâm. Cối này là cối cối kim loại, tay quay kim loại luôn nhé. Rồi, tới con 63 này, M63 này là cũng một con Sinot. M63 này là một con Sinot của Made in Japan nhé. Cái này là băng dán. Dòng này rất khỏe. Cối nhôm nhé. Cối kim loại, tay quay kim loại. À, tay quay nó bằng bằng carbon luôn đấy. Nhựa pha carbon. Nhưng mà dòng này rất khỏe nhé. Anh em về cảo cá ok. Cầu ngâm, cầu sông.
Snot Ryobi Made in Japan. Size con này 4.000 nhé. Giá con này là 420.000. Đấy, có chảy. Mã 63. Rồi, tới con 64. Cháu 64 này là một con Daiwa của Long Cát nhé. Thì con này nó hơi khô dầu nhé. Đấy. Về anh em tự tra, em bán rẻ cho 300 ngàn nhé, size 3 ngàn. 64 size 3 ngàn, Daiwa Made in Japan nhé. Tới con 65. 65 này là một con của Shimano Alex đuôi chuột. Đấy, size con này là 3.000 nhé. Về nhà em tra thêm dầu mỡ vô cho nó mượt nhé. Để vậy câu cũng được luôn. Nhưng mà tra thêm, nói chung là bảo dưỡng thêm. Cái gạt sứ này là bằng sứ nhé. Cái gạt cước bằng sứ. Mã này là mã 65. Nó này là mã 65, 10-65. 10-65 nhé. Giá là 320.000. 1066. 1066 này là con Holiday Spin 3.000. Giá là 330.000. Được sản xuất tại thằng này là Singapore nhé. Máy cực kỳ êm mượt. Đấy. Ngoại hình này về anh em đấy nhám bo lại cái là con lăn này nhé, nó bị nổ ít đấy. 1066 nhé, giá là 330.000, size 3.000. Tiếp tới con 1067. 1067 này là một con máy nhôm nhé, của Made in Japan nhé. Tình trạng khá đẹp của Ryobi. Size con này là size 1.500, 1.000, 1.500. Cối này là cối kim loại luôn nhé. Toàn thân kim loại, máy cực kỳ châu bò. Đấy. Con này là 250.000 nhé. 1067. 1067 nhé. Mất cái tem. Con này êm. 1068 nhé. 1068 này là một con của Daiwa Jean F, sản xuất tại Thái Lan. Giá con này là 350.000 nhé.
Đấy. Toàn thân bằng carbon, tay quay kim loại. Tình trạng còn khá là đẹp. $350.000, mã 68, 1068. Con cuối cùng 1069 của Made in Japan nhé, Daiwa GS6000RO, đuôi chuột nhé, M69. Ôi giời, con này nó hơi khô nhé. Hơi khô dầu về nha, trai dầu và êm ngay á. Ra cước bằng sứ nhé, tình trạng khá là đẹp. Tay quay này bằng kim loại M69, giá con này 300.000 nhé, cho anh em về tra dầu ấy. Rồi, hôm nay thì em lên hết cái thùng, thì ít hôm nữa em sẽ lên cần tay với lại cần mini, đóng cần mini. Rồi cần tay từ lưa. Đấy, thì anh em nào quan tâm thì có thể gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0866 700 856, hoặc nhắn tin vô Zalo cái số đấy cho em, hoặc là bình luận dưới cái clip này nhé. Thì mỗi đơn hàng gửi đi, mỗi đơn hàng gửi đi ra Bắc á, chung với Bắc á, thì là 40.000, còn gửi phía miền Nam thì 30.000 một đơn nhé. Đấy. Rồi, ra Bắc hơi xa nên là hơi tốn phí xíu, thêm 10.000. Còn mà ở gửi trong khu vực miền Nam á, thì gửi ở Bắc với chung thì 40.000, gửi ở khu vực miền Nam thì 30.000 nhé. Đấy, mỗi đơn hàng. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video của em nhé. Chào tạm biệt các bác.